Chào mừng các em đến với chương trình học toán lớp 1 của kênh học toán online. Trong video hôm nay, thầy và các em cùng học bài bằng nhau, dấu bằng. Trang 22, 23 sách giáo khoa. Các em quan sát trên màn hình. Bức hình thứ nhất, các em đếm xem có bao nhiêu con hươu cao cổ và bao nhiêu bụi cỏ. Đầu tiên các em đếm số con hươu cao cổ trước. Thầy và các em cùng đếm 1, 2, 3. Như vậy, ở trong bức hình này có tất cả là 3 con hươu cao cổ và 1, 2, 3, 3 bụi cỏ. Như vậy, ở đây các em có thể hiểu là số con hươu cao cổ bằng số bụi cỏ, tức là 3 bằng 3. Tiếp theo, các em đếm xem có bao nhiêu hình tròn màu xanh và bao nhiêu hình tròn màu trắng. Đầu tiên các em đếm số hình tròn màu xanh trước. 1, 2, 3. Như vậy là có 3 hình tròn màu xanh và 1, 2, 3, 3 hình tròn màu trắng. Số hình tròn màu xanh bằng số hình tròn màu trắng và bằng 3. Như vậy các em có thể hiểu là 3 bằng 3. 3 bằng 3 được viết như sau. 3 bằng 3. Sang bức hình tiếp theo, các em đếm xem có bao nhiêu cốc sữa và bao nhiêu cái thìa ở trong cốc. Đầu tiên các em đếm số cốc sữa trước. 1, 2, 3, 4. Như vậy có tất cả là 4 cốc sữa và 1, 2, 3, 4. 4 cái thìa ở trong 4 cốc sữa. Như vậy số cái thìa và số cái cốc bằng nhau và bằng 4. Các em có thể hiểu là 4 bằng 4. Tiếp theo các em đếm xem bức hình ở dưới có bao nhiêu hình vuông màu xanh và bao nhiêu hình vuông màu trắng. Đầu tiên các em đếm số hình vuông màu xanh trước. Thầy và các em cùng đếm 1, 2, 3, 4. Như vậy là có 4 hình vuông màu xanh và 1, 2, 3, 4. 4 hình vuông màu trắng. Như vậy là 4 bằng 4. 4 bằng 4 được viết như sau. 4 bằng 4. Và bây giờ thầy và các em cùng làm bài tập số 1. Bài tập số 1 người ta yêu cầu là viết dấu bằng. Các em quan sát trên màn hình và viết theo. Như vậy là thầy và các em vừa làm xong bài tập số 1. Tiếp theo, thầy và các em làm bài tập số 2, viết theo mẫu. Bức hình thứ nhất là bức hình mẫu. Các em đếm xem trong bức hình này có bao nhiêu hình tròn màu trắng và bao nhiêu hình tròn được tô màu xanh. Đầu tiên các em đếm số hình tròn được tô màu trắng trước. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là có 5 hình tròn được tô màu trắng và 1, 2, 3, 4, 5. 5 hình tròn được tô màu xanh. Số hình tròn được tô màu trắng bằng số hình tròn được tô màu xanh. Như vậy là 5 bằng 5. Tiếp theo sang hình thứ 2. Các em đếm xem ở hàng trên có bao nhiêu tam giác và ở hàng dưới có bao nhiêu tam giác. Đầu tiên các em đếm số tam giác ở hàng trên trước. 1, 2. Tiếp theo các em đếm số tam giác ở hàng dưới. 1, 2. Như vậy là hàng trên có 2 tam giác, hàng dưới có 2 tam giác. 2 bằng 2. Sang hình thứ 3, các em đếm xem ở hàng trên có mấy hình vuông và ở hàng dưới có mấy hình vuông. Đầu tiên các em đếm ở hàng trên trước. 1. Như vậy hàng trên có 1 hình vuông. Và bây giờ các em đếm ở hàng dưới. 1. Như vậy ở hàng dưới có 1 hình vuông. Số hình vuông ở hàng trên bằng số hình vuông ở hàng dưới và bằng 1. Như vậy là 1 bằng 1. Sang hình cuối cùng, các em đếm xem ở hàng trên có bao nhiêu con bướm và ở hàng dưới có bao nhiêu bông hoa. Đầu tiên các em đếm số con bướm
ở hàng trên trước. Thầy và các em cùng đếm 1, 2, 3. Như vậy là ở hàng trên có 3 con bướm và ở hàng dưới có 1, 2, 3, 3 bông hoa. Số con bướm bằng số bông hoa và bằng 3. Như vậy là thầy và các em có 3 bằng 3. Thầy và các em vừa làm xong bài tập số 2. Tiếp tục, thầy và các em sang bài tập số 3. Điền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc điền dấu bằng vào các ô trống. Đầu tiên là số 5 và số 4. Số nào lớn hơn? Số 5 lớn hơn số 4 hay số 5 bé hơn số 4? Thì để biết số nào lớn hơn, các em đếm từ 1 đến 5. Số nào đọc trước thì số đó bé hơn. Số nào đọc sau thì số đó lớn hơn. 1, 2, 3, 4. Như vậy là số 4 đọc trước. Sau đó đến 5. Số 4 đọc trước cho nên số 4 sẽ bé hơn số 5. Hay nói cách khác, số 5 lớn hơn số 4. Như vậy ở đây các em sẽ điền dấu lớn hơn vào ô trống. Như vậy là 5 lớn hơn 4. Tiếp theo 3 và 3. 3 và 3. Như vậy là 3 bằng 3, cho nên các em sẽ điền dấu bằng vào ô trống. Tiếp theo là 2 và 5. 2 và 5. 2 lớn hơn 5 hay là 2 bé hơn 5? Thì các em đếm từ 1 đến 5. Số nào đếm trước thì số đó bé hơn. 1, 2. Như vậy là số 2 đọc trước cho nên số 2 sẽ bé hơn. 2 đến 3 đến 4 rồi đến 5. Số 5 đọc sau cho nên số 5 lớn hơn. Như vậy là 2 bé hơn 5. Cho nên các em sẽ điền dấu bé hơn vào ô trống. Tiếp theo là 1 và 2. Đầu tiên là đọc là 1, sau đó mới đến 2. Như vậy là 1 đọc trước cho nên 1 bé hơn 2. Các em sẽ điền dấu bé hơn vào ô trống. 1 bé hơn 2. Điều này có nghĩa là 2 lớn hơn 1. Cho nên sang phép so sánh tiếp theo, giữa 2 và 1 thì 2 lớn hơn 1. Tiếp tục 2 và 2. 2 và 2. Các em sẽ điền dấu bằng vào ô trống, 2 bằng 2. Tiếp tục 1 và 1 thì các em sẽ điền dấu bằng vào ô trống, 1 bằng 1. Giữa số 3 và số 4, các em đọc 1, 2, 3, 4. Như vậy là số 3 đọc trước cho nên số 3 sẽ bé hơn số 4. Các em điền dấu bé hơn vào ô trống. Tiếp theo 3 và 2. 1, 2, 3. Như vậy là số 2 đọc trước cho nên số 2 sẽ bé hơn. Số 2 bé hơn có nghĩa là số 3 lớn hơn, cho nên các em sẽ điền dấu lớn hơn vào ô trống, 3 lớn hơn 2. Thì như vậy thầy và các em vừa làm xong bài tập số 3. Tiếp theo, thầy và các em sang bài tập số 4 viết theo mẫu. Đầu tiên là hình mẫu. Các em đếm xem có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tròn. Sau đó các em sẽ so sánh số hình vuông và số hình tròn với nhau. Đầu tiên các em đếm số hình vuông trước. Thầy và các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4. Như vậy là có 4 hình vuông. Bây giờ các em đếm số hình tròn. 1, 2, 3. Như vậy là có 3 hình tròn. 4 hình vuông nhiều hơn 3 hình tròn. Như vậy là 4 lớn hơn 3. Cho nên các em sẽ điền vào ô trống là 4 lớn hơn 3. Sang hình thứ hai, các em đếm xem có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tròn. Sau đó các em so sánh số hình vuông và số hình tròn với nhau. Đầu tiên các em đếm số hình vuông trước. 1, 2, 3, 4. Như vậy là có 4 hình vuông. Tiếp theo các em đếm số hình tròn. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là có 5 hình tròn. 4 hình vuông ít hơn 5 hình tròn, cho nên 4 bé hơn 5. Các em
điền vào ô trống là 4 bé hơn 5. Sang hình tiếp theo, các em tiếp tục đếm xem có bao nhiêu hình vuông và bao nhiêu hình tròn, sau đó so sánh số hình vuông và số hình tròn với nhau. Đầu tiên các em đếm số hình vuông trước, thầy và các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, như vậy là có 4 hình vuông và 1, 2, 3, 4, 4 hình tròn. Như vậy là số hình vuông bằng số hình tròn và bằng 4. Cho nên các em sẽ viết vào ô trống là 4 bằng 4. Thì như vậy, video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bấm vào nút like và nút share để chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Và đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video tiếp theo.